Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì sau khi anh em mình mở ra được cuốn số hàng với kiếp cái bang 1 thì Khải bán 10 kim nha anh em. 10 kim thì tương đương với khoảng 700k nha mọi người. Cuốn cái bang thì nó rất là hiếm. Khải ra hôm qua này thì cũng có người mua 2, 4, 6, 8 à, cuốn cái bang. Ok, 10 kim cũng được. Một cái bang dạng này khoảng tầm 2 kim nha anh em. 4, 6, 8, 10. Ok, 700.000, ngon lành. Quá đẹp luôn nè. Anh em mình tốn có 10 kim hơn thôi. Anh em thấy không? Anh em mình tốn có 10 kim hơn thôi, bán là được 10 kim cuốn sơn hà. Khẽ re liền anh em, lời một khúc liền anh em. À, quá đã luôn. Rồi, à, cắt vô rường nè. Hồi nãy anh em thấy cái gì ở video này kỳ lạ một xíu không? Rồi Khải nhận 120 tỷ từ Ader tặng thưởng anh em. Anh em cùng gì bên này Khải cho anh em xem đó, rất là nhiều người nhận luôn nha. 120 tỷ các kiểu. Thì nãy Khải cũng vừa nhận mà Khải không kịp làm clip cho anh em xem. Giờ Khải nhắn lại cho anh em xem. Thì Khải nhận được 120 tỷ. Đây, nhận là 120 tỷ và được với rất là nhiều cái thực điểm kỹ năng và tiềm năng rồi anh em. 30 cái luôn. 30 cái tiềm năng, 30 cái kỹ năng. Và Khải đã nút hết rồi. Khải nút hết và bây giờ thì Khải là lên đến 1.000. Hơn 1.000 điểm tiềm năng rồi anh em. Rồi điểm kỹ năng Khải dư rồi này. Trời ơi, điểm kỹ năng Khải dư hai mấy điểm này, đầy dư này, trời dư quá trời dư luôn nè. Đó, quá trời dư điểm luôn. Tại vì nó đã up gần 10 cấp rồi. Up hơn 12 cấp rồi. Up hơn 12 cấp rồi. Từ 128, từ 128 lên 131, 11 cấp. Rồi tiềm năng kỹ năng quá trời luôn, giờ dư nữa anh em ơi. Tầm này thì mua sơn hà 1 nữa, nuốt là tăng vào là phẹt y bài luôn nè. Hiện tại mấy cái này dư rồi nè, dư chắc hay hủy quá. Anh này. Cái này nó khó nè, mình không hủy nó cũng mất à. Thôi chắc hãy đi hủy luôn anh này. Thấy không? Đó, mình full nó rồi. Cái này mình full nó rồi, chắc hủy rồi. Như hôm trước Khải có đi vượt ái này nọ 400-500 số một cái anh em. Cũng như đấu giá ông bàn á. Tầm này Ader tặng cho mỗi người đều 30 cái mỗi loại kỹ năng tiềm năng. Và 120 tỷ anh em. Này, hỗ trợ 120 tỷ và vật phẩm tiềm năng kỹ năng 30 cái. Đó. Rồi bây giờ chắc hãy hủy mất cái này đi để chặt rương nè. Hồi nãy đang định lên live thiên hạ đệ nhất bang mà rao bán cái cuốn bí kíp 15 kim. Ông kia trả 10 kim rồi bán luôn rồi em ơi. Rồi cái gì Khải nghiên cứu lại cuốn thiên sau. Cuốn thiên hôm trước nó bán 7 kim mà Khải không mua. Từ từ thôi, tầm này anh nghĩ mình ra là mua thôi nè. Rồi ok, tiếp tục đi chan. Rồi 10 lên lên bãi. Tầm này lên 139 này. Không biết cập nhật bài hàng chưa. Hiện tại bây giờ cũng có reset em Vân. Không biết tí nữa reset như thế nào đây. Anh Khải chưa cập nhật hạng luôn. Chưa cập nhật hạng luôn. Chắc chiếc biệt cũng 140 mấy rồi nè em ơi. Chiếc biệt vừa rồi 120 mấy. 140 mấy rồi. Chiếc biệt 140. Chiếc biệt 140. Lên 140 mấy rồi nè em. Khải gần 140 rồi nè em thấy không. Khải gần 140 rồi nè em. Gần tới 12 cấp ấy. Tại vì 120 tỷ mà tầm này cứ có 9 tỷ 7 một cấp à. 9 tỷ 7 một cấp à. Ôi tầm này vô điện quá trời luôn này. Rồi ok. Bây giờ thì Khải off video, đừng quên anh em đừng quên ủng hộ video, một like chia sẻ nha em ơi. Rồi thì chỉ bán cái cuốn sơn hà bí kíp cái bang 1 cho anh em xem thôi. 10 kim thôi anh em, ngon lành cành đào. Ok, cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều nha. Bye bye mọi người. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo từ kênh của Khải cũng như là những buổi livestream nha anh em.